nhận được tham gia chơi thưởng phần thưởng anh em tích lũy búa và chặt cây kia tiền các bạn. Đây một trong nơi các bạn thể nấu hú đây anh em, đó test nhân phẩm thử vận may. Ngoài ra đây các bạn thể đăng nhập nhận vốn anh em nhé, mỗi ngày đăng nhập nhận thêm ít vốn tùy vào các bạn đăng nhập lâu ngày ngắn ngày, càng đăng nhập càng chơi càng lâu nhận phần quà càng lớn. Hiện tại tôi đăng nhập mỗi ngày có thể hơn 100.000, các anh em mới chơi thì có thể ít hơn, nhưng mà các bạn có thể nhận cốt, cốt để link nhận cốt tôi để phần mô tả rồi, anh em chỉ việc vào tham gia và lấy cốt về và nhập, các bạn có thể kiếm ngay ít vốn ngay vào đầu game anh em, đó rất là ngon lành luôn. Còn quay lại lời anh em sẽ có điểm tích lũy của ngày hôm nay chơi và ngày mai các bạn có thể điểm tích lũy này và quay có thể kiếm được từ 83.000 cho đến tận 86 triệu, rất là ngon luôn. Và các bạn có thể trình giải lý của nhà phát hành với vài bước cơ bản đơn giản anh em và có thể chia được lên lợi nhuận đến 30% anh em, rất là ngon. Còn rất nhiều phần quà và sự kiện hấp dẫn đang chờ các bạn, còn chần chừ nếu không tải game về và chiến thôi, nó tiền thì miễn phí có thể tải về và chơi. Tối nay thì chúng ta sẽ lên quả kèo phá băng anh em nhé, nay chúng ta sẽ cầm 10m đi phá băng anh em. Đấy, mới vào cái lỗ này đau đầu đấy nhờ. Ok, xem nó nổ được bao lâu anh em. Vô nổ luôn à, càng đây. Bốn này, ok bạn, kệ nó nổ, nó không bật chế độ long tham ra không nhảy vội anh em, nhảy vội toang lắm, quay lúc cho long máy đấy, cứ dô đa anh em, chứ nhảy vội giờ lên cao dễ toang lắm. Đù, nhưng phản nổ trông có vẻ rất là ngon lành luôn các bạn. Ok, 8 phát rồi anh em. Nổ những pha trông rất ngon lành các bạn. Thế nhưng mà này giờ mới về 4 các bạn nhé, chứ chưa có lời luôn. Mặc dù là lỗ liên tục nhưng mà không đâu anh em. Lên giá. Mình nổ ôm vốn luôn bạn, nổ hạt cát không à, thôi cứ vô đạn ông máy đây anh em. Ok, nổ quá cũng được. Trời ơi, ngon lành anh em. Ok, tới nào. Đó. Đó, ngon lành. Thấy không, cứ giật máy Zoda đóng máy đây anh em, thấy không. Trời ơi. Đó, không có gì phải vội cả các bạn. Cứ Zoda đóng máy lên nó là mới chơi. Kiếm lời là đây chứ đâu anh em. Kìa. Ui, không vớt luôn ạ. À. Nhưng lại cơ duyên đột phá là chắc chắn sẽ có anh em ở bên free, có anh em tí cần gì rồi cũng quay lại thôi. Giày anh em rớt này cũng được. Rớt thêm cái giày nữa nào. Kìa không rớt rồi các bạn. Rồi phát thứ 3 anh em. Đó, phát thứ 3 thì êm rồi á. Ô kìa. Nổ to lên nào trời ơi. Rớt cho quả free ra cũng được nào. Đây là một viên thôi. Ngay từ đầu thấy có vẻ có cơm xuyên free mà máy vẫn chưa ra nhỉ. Hay nay lại hữu duyên vô thực rồi.
rất quả free ra còn nào, lượm luôn anh em. Nói chung game tại game này thấy chơi rất là dễ chơi anh em nhé, đặc biệt là với mấy quả lồ hú anh em, dễ ăn cực kỳ luôn á. Cơ bản thì tất nhiên đen thì vẫn có thôi, nhưng hôm tớ vẫn mất là không phủ nhận được anh em, nhưng mà tỷ lệ ăn thì nó vẫn là có. Và cơ bản nữa là các bạn áp dụng mẹo đầy đủ thì vẫn là ngon lành, sợ các bạn không kiên trì thôi anh em. Đây là chén của quả tăng xe ở đầu. Ok à, mười sáu phát không nổ phát nào. Ok, ôi giời ơi, to thế này thôi chứ cứ là chịu cho lỗi anh em. Ok à, đang ăn mẹo ngon thế mà sao giờ lại im im thế này rồi, sắp sợ đáy rồi, cay thế nhở, rất đáy thật anh em, rất đáy thật ạ. Ok, rất đáy thật à. Ok, auto đi anh em. Ok à, năm vòng rồi, chưa đâu đâu hết anh em. Lại nào, nãy đang nổ ngon thế mà, thế nãy đang nổ bén thế mà tự nhiên giờ lại em rồi. Biết thế nãy ăn nãy là ngon rồi anh em, lại tham nam rồi. Biết thế nãy dừng là ngon rồi anh em, nãy 20 mét dừng là ngon rồi. Bây giờ nó có không quay kịp lại rồi. Ok luôn. Tiếp nào. Ok luôn. Vẫn hơi hạt cát các bạn nha, nó vẫn hơi hạt cát. Ừ, nó to lên xíu nào. Ừ, nó to lên đi, đúng rồi, hay quá. Không vớt được đôi cầm gậy anh em. Mém vớt được. Hay quá. Uầy, vẫn căng thế nhờ, vẫn cứ là căng thế nhờ. Ok các bạn, ok các bạn quay thêm xíu nữa nào, có lên được nữa không trời. Uầy, giờ vẫn được hạt thanh niên cấm gậy từ đầu nhờ, khó đấy, nhìn thấy khó. Ui, vào đi, lại chuẩn bị đến rồi. Ui, đừng có nói anh em. Ây da, lại hoàn vốn à. Hoàn vốn à, trời âm luôn vốn đi anh em, cái nhờ đã ngon lành. Tham nam anh em, đây 20 là ngon rồi, cứ tham. Đó, nếu các bạn không ăn thì có ăn anh em, chỉ là các bạn đi kiểm soát lòng tham mình tí và tập thôi. Ok, tự nhiên hôm nay ăn được nhiều quá nên tham quá rồi, tốt cả vốn rồi. Ok luôn. Ok luôn bạn ơi.
Ok, quá tham rồi, không kéo lại được rồi. Quá tham rồi, không kéo lại được rồi anh em. Ui giời. Cho quả vớt vát nào. Rồi, ngậm trái đắng anh em. Một thằng nam. Rồi. Đúng phát đủ quay phát nữa anh em. Đổ phát luôn nào. Đến đổ. Thôi, cả lên mạng tạm kết thúc đây đã. Anh em thì tải về chơi nhé. Và chơi nhớ đừng tham cho tôi. Có thể áp dụng mẹo bạn nhé. Mẹo đó là X10 từ nhỏ lên trên. Một những mẹo nổ rất là ngon. Anh em nhớ áp mẹo để chơi nhé. Ok, cái lúc này.